phương á thì có lẽ là sẽ khác hai bạn một xíu. Ở thời điểm hiện tại á thì có lẽ là khá là trọn vẹn với Phương về gia đình, con cái và cả công việc của mình nữa. Chỉ có một số như là mình cũng có một chút hối tiếc chút xíu nhỏ thôi, là tại vì từ cái hồi mà Phương bắt đầu bước chân vào Sài Gòn đi học cho tới tận bây giờ khi lập gia đình rồi là hầu như Phương chưa biết đi chơi, biết chơi là gì. Nhiều khi Phương cũng rất là ngưỡng mộ Ngọc hay là My, tại vì mình có thể mình chơi đã, là mình chơi cho sướng, mình đã, mình thích làm cái gì mình làm điều đó. Nhưng mà hồi xưa tới giờ là lúc mà Phương cũng giống như là nặng gánh gia đình một xíu, nên đa phần là sẽ đi làm để kiếm tiền. Hôm 8 tháng 3 năm 2021, đạo diễn Nhất Trung đã có buổi công bố dự án điện ảnh mới mang tên 1990. Điểm thu hút của phim chính là bộ ba nữ chính Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9X lần đầu hợp tác cùng nhau. Đặc biệt, ba mỹ nhân điện ảnh này đều sinh năm 1990 và nội dung câu chuyện nói lên một phần nào đó về cuộc sống của ba người phụ nữ khi đã bước qua ngưỡng 30 tuổi. Rất nhiều người khi nghĩ 1990 là một phim retro làm về năm 1990, nhưng đây là một phim làm về ba người phụ nữ, ba cái quan điểm về tình yêu của những người phụ nữ 9X và làm về đời đầu của 9X là sinh năm 90. Trong thời điểm bấm máy thì cả ba bạn đều đang ở tuổi 30. Khi Trung nói chuyện với rất nhiều bạn nữ thì mới biết rằng tuổi 30 là một cái ngưỡng cửa rất đặc biệt với người phụ nữ. Ở cái ngưỡng cửa đó, họ tâm lý của họ nó đa dạng lắm, nó phong phú lắm. Nó không phải là 20 để có thể yêu một cách cái gì cũng được. Đối với tuổi 20 á, bạn có thể đi chơi tới 1-2 giờ sáng. Nhưng ở 30 thì 10 giờ bạn phải về. Trung biết bất ngờ, Trung nói ủa 30 già rồi mà sao phải về sớm? À, về sớm để sức kem dưỡng da, tại vì thanh xuân nó có giới hạn. Thật sự rằng là Trung rất may mắn bởi vì Trung được làm việc với cả ba bạn và các nhân vật của các bạn, cái tâm lý của những các bạn xây dựng nhân vật tâm lý của các bạn rất rất đầy và rất là hỗ trợ Trung rất nhiều. Tại vì để hiểu thì ở cá nhân Trung có thể hiểu một phần nào đó, nhưng để có những cái chiều sâu ở vị trí của Ngọc, một người sắp lập gia đình, ở vị trí của Phương, một người đã lập gia đình, ở vị trí của My, một người đã trải qua quá nhiều tổn thương, thế thì khi phụ nữ tổn thương nó sẽ khác đàn ông tổn thương. Trung cũng đã từng tổn thương, Trung đã từng yêu rất nhiều, đã từng nằm ngoài đường luôn, nhậu nằm ngoài đường luôn, như một thằng điên, như một xác chết. Nhưng mà đó là đàn ông, phụ nữ có vậy không? Phụ nữ khi gặp vấn đề thì họ sẽ xử sự như thế nào? Nếu mà nói về Ngọc á, chơi bời nhiều hơn là làm việc. Ngọc từ cái lúc mà mình đi học cũng có được một cái cuộc sống gia đình nó ổn định, rồi đến khi mà mình đi học mình cũng thấy được con đường của mình nó cũng trộm ví là trải đầy hoa hồng, cho đến khi mà mình đi làm luôn thì biết làm gì đây, suy nghĩ gì đây. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó là cái chuyện tình cảm của mình thì mình không được suôn sẻ và như ý, thì Ngọc mới kể cho anh Trung nghe về cái câu chuyện tình cảm của mình. Mình cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, thích là yêu và chỉ muốn sống trọn vẹn trong hạnh phúc đó thôi. Nhưng nếu hỏi Ngọc có muốn kết hôn hay không thì Ngọc xin thưa, nếu là Ngọc của 3 năm trước là không. Bởi vì Ngọc không có tin vào cuộc sống hôn nhân. Và đặc biệt điều thứ hai nữa là Ngọc nghĩ là đang yêu hạnh phúc và rất vui vẻ, tại sao phải ràng buộc nhau bởi hai chữ hôn nhân. Nhưng mà sau khi làm bộ phim này á, thì Ngọc thấy được cái sự ý nghĩa của hôn nhân. Và đặc biệt hơn là trong 2 năm vừa rồi á, thì mình được truyền cảm hứng rất là nhiều bởi những cái cặp đôi khi mà cưới nhau như chị Đông Nhi nè, anh Đông Có Thắng nè, thì tự nhiên mình cảm thấy hôn nhân rất là điều tuyệt vời. Chỉ cần được ở bên cạnh nhau, được gọi nhau một tiếng là vợ là chồng thôi, thì cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì mình cũng cảm thấy đã trọn vẹn rồi. Gia đình My thì không có được hạnh phúc và ba mẹ My ly dị từ lúc My còn rất là nhỏ. Và My với mẹ My ra riêng sống và My là trụ cột của gia đình. My là một tay làm tất cả chăm sóc cho mẹ My. Mẹ My cũng lại sức khỏe không được tốt nữa, nên là cái tâm lý của My lúc nào cũng là phải một đường thẳng mà đi. Mình luôn cố gắng, không có chơi bời, không có, mình bỏ hết tất cả những cái thứ xung quanh để mà mình tập trung. My cũng nghĩ đó là lý do tại sao mà cuộc sống của mình nó quá đơn điệu và nó cũng ảnh hưởng lớn tới cái tính cách của mình trong cái con đường nghệ thuật của mình nữa. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi mà con đường nghệ thuật của mình nó khởi sắc hơn, mình thành công hơn và mình có được doanh thu từ show quảng cáo này nọ, thì cuộc sống của mình mới trở nên dễ thở hơn. Và từ đó mình mới mở lòng mình ra để mà đón nhận tất cả mọi thứ, mà mình cảm thấy là mình mặn mòi hơn, trở nên nhiều màu sắc hơn. Thực ra cuộc sống hiện tại của Phương nó rất là ổn. Chồng hầu như là
có một chỗ dựa kế bên Phương, và Phương không cần phải bận tâm điều gì ngoài việc là mình hưởng thụ đó. Cho nên bây giờ chuyển sang hướng là ủa trời, hồi xưa mình không biết sao mình, ủa trời hồi xưa không chưa giờ tới chơi luôn á, bây giờ mình đi chơi rồi. Cho nên là cũng tùy cho nên là Phương nghĩ là ở phụ nữ á, tùy, quan trọng là thời điểm nào mình thấy mình thích hợp, mình thấy mình thoải mái và thì mình cứ đi thôi, không có gì phải lo lắng cả. 1990 còn có sự góp mặt của Quang Tuấn, Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Hải Nam. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 30 tháng 4 năm 2021.